Hello, everybody, welcome to Help VKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Help VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game Pokemon ha. Chào ngày mới, chào ngày quốc tế lao động bằng một con game Pokemon phi cực khủng ha. Và con này cũng là từng là một cơn sốt, cơn bão. Và hiện nay thì nó cũng đang là cơn bão, cơn sốt hả. Bản ngày xưa chúng ta chơi trên Milu thì thôi, nhớ kỷ niệm vãi cả lăng. Ngày xưa Quy mà tính tiền triệu mà nhưng mà không có một con tướng nào hết. Bây giờ vô thì nó cho MR, ME, MB gì tà le hồng me hết. Vô là chỉ cần quẩy mà thôi hả. Ok, rồi đầu vô thì chắc heo sẽ để đây tí heo chạy cái nhiệm vụ sau ha. Vì ta chạy chắc cũng hơi bị lâu á. Chạy hết map 2 lần mà. Ok, ta đến với thông tin server ha. Đây, thông tin server quyền thoại Poké Open X3 Sidao, Sidu gì nè. Vào lúc 10 giờ ngày 1 tháng 5 2022 tại game quyền thoại bk.com. Đó, fanpage nhóm Zalo hỗ trợ Android, iOS và PC ha. Đã có phiên bản dành cho iOS ha. Anh em nào chơi iOS không biết cài thì nhắn tin admin nha. Quy tướng MR hiếm với hệ học test đa dạng cùng với sự kiện hấp dẫn kèm theo các event đua top nhận thưởng diễn ra xuyên suốt trong quá trình mở game. Code game nè hả, gồm VIP 11, 600.000 kim cương, 10 triệu vàng, 4 rương đá chính, 100 thuốc tinh lực 2 hả, bánh ai xếp, trái ai xếp, rương đá đột phá, rương trang bị tím ngẫu nhiên, 18 rương tự chọn mảnh MR nha anh em. Đó, tương đương với một con MR ha. 90 mảnh vạn năng. Đó, rồi 210 mảnh vạn năng UR. 400 gen DNA tặng tướng Saikun MMG ha. Đó, tướng MMR là tướng mạnh nhất và tướng cuối hiện nay rồi nha anh em. 12 gì đục lỗ khảm đá, code chia sẻ 100.000 kim cương, 2 triệu vàng, 100 DNA, long gì 500 long thần bí, 15 rương tự chọn UR, mỗi rương 10 mảnh ha. Thể lệ tham gia like share comment các kiểu. Thể loại game chiến thuật đối kháng thế hệ mới, đồ họa game cực kỳ đẹp mắt. Việc hóa 100% hệ thống Pokemon, chức năng game phong phú và đa dạng. Combo đã tay đánh bay đối thủ ha. Hết hồn tưởng đánh bay dầu mỡ nhé. Ok, anh em nào có chơi thì tải về. Đó, ngoài ra còn có code ngày cái kiểu nữa nè. Đó. Ok, bây giờ em sẽ chạy cho nó xong cái map 2 cái đã ha. Ok, xong map 2 rồi hả. Đây, chúng ta có ai xếp VIP nè hả. Rồi điểm danh bù nè, đó. Ok, nhưng mà cái này mấy cái này là cái nhỏ thôi. Đó, đi qua. Qua nạp đầu. Rồi rồi toàn dân cùng chơi nè, qua 7 ngày. Ký danh và đăng nhập 7 ngày. Rồi quà nạp. Rồi ok, em chưa có nhập code nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đi nhập code nha anh em. Rồi điểm danh nhận gen nữa. Ok. Rồi nhập feed code, chúng ta đang ở S2. Rồi bây giờ đâu rồi, nhập cái code tân hữu trước đi ha. Gồm có tân hữu 1, 2 và 3. Chúng ta chỉ cần nhập mấy cái code tân hữu thôi là gần như là mình nhận được hết quà rồi đó anh em. Đó, 1, 2, 3, 3. Rồi, đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào hư, chúng ta nhận quà ha. Đây, chúng ta sẽ nhận được hai con Saikun ha. MMR. Và game này là MMR là cao nhất rồi nha anh em. Đó là
Hàng đó là quá VIP rồi. 18 rương MR hả? Mảnh vạn năng, mảnh vạn năng skin hả? 7 màu hả? Rồi A-Ship VIP 800.000 kim cương, 10 triệu vàng. Đó. Lên VIP 11 hả? Mà qua VIP thì từ từ tính. Rồi, ok. Rồi thẳng thì chúng ta sẽ đi kiếm code hàng ngày thử coi. Gì buồn quá gì nè, đó. Code mà buồn quá, ủa sao không nhập được ta? Vậy hình như là code hôm qua rồi. Chắc chờ, phải chờ code hôm nay mới nhập được quá. À, buồn quá hả? Ok, hình như nãy mà nhập. Đó, ok, thành công. Đây, chúng ta có vàng nè, có trái ai xếp nè, có 50.000 kim cương nè ha. Rồi mảnh Pokemon, bánh thể lực 4 nè ha. Rồi giờ chúng ta vô chúng ta mở ha. Đây, giờ cái này tùy anh em muốn mở cái nào thì mở ha. Nhưng mà heo thì nên mở con này để mà đi bút máu. Con này bút máu khá là hôm ha. Nó bút máu gần như là bất tử á. Mà lên MR thì mỗi lần mỗi con thì chúng ta cần 180 mảnh nha anh em. Nên là như đây thì ăn được một con thôi. Đó. Quá đẹp. Rồi ok, ở đây thì chúng ta sẽ có mảnh UR. Đó, tùy anh em muốn chọn cái nào chọn. Nên chúng ta sẽ chọn HO đi hả. Cái này bao nhiêu được một con quên bà nó rồi không nhớ nữa. Như 1.2 hả? 1.2 hả? 80 ta? 1.2 rồi, 1.2 thì đâu có đủ đâu. 1.2 thì chúng ta thiếu 2 cái nữa. 2 rương nữa. Chán thiệt chứ. Rồi ok, vô coi tướng nè. Rồi. Tướng, à, đi vô quay tướng đi anh em. Đúng rồi, đi quay tướng. Nào, quay tướng để coi tỷ lệ quay tướng ở đây ra sao ha. Hình như là ở đây ra thường không à, chứ không có UR hả. Đâu để coi. Có UR, nhưng mà UR trong này cao nhất hả, không có MR. Ta là ghé qua bảng xếp hạng nè. Đây top 1 có 2 con MMR nha anh em. Wow, một con thần Mewtwo cộng 14. Rồi một con thần Cobalion cộng 13. Một con MR Skinny Getkoga. Ở lòng con đúng rồi, Getkoga. Ho-o thì Ho-o UR cộng 13. Alakazam cộng 13. MR hả? Con này là con chỗ con tướng đầu chúng ta rồi. Ủa, đây cũng top nhì nè, top nhì thì xài UR là chính hả? Ok. Đây, UR là chính. Hình như UR là anh em có thể lấy từ có thể nhận được từ cái code hàng ngày á anh em. Nào, còn bây giờ chúng ta sẽ đi hai mấy con Pokemon này ha. Này. Đó, bỏ vô cái là chỉnh đội hình khác liền. Vô đánh vài trận cái là biết liền chứ gì. Đó, rồi nó che bà nó con Pikachu bên kia rồi. Ôi xu cả nè chưa. Có VIP 11 thì chúng ta có thể nhân 3 tốc độ ha. Nên là nó cũng khá là nhanh hơn. Nên là đó, khá là dễ, khá là nhanh ha. Muốn thì chúng ta có thể nâng cấp nó cao lên à. Ok ha, khai mở ngày quốc tế lao động bằng một con game nho nhỏ hả? Một con game nguyên hội Pika. À, một con game từng làm mưa làm gió hả? Ok, nhắc lại thông tin server, chúng ta sẽ có code hàng ngày.
có kim cương, có mảnh UR nha anh em. Và server S3 sẽ open 10 giờ ngày 1 tháng 5 2022. Anh em nào có chơi thì tải về. Ok. Rồi, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Ok, bye bye.